Thế tiếp tục. Phần này chúng ta nói về cái router, nhưng mà chúng ta nói về cách truyền tham số trong router các bạn. Giống khi chúng ta sửa hay xóa đúng không các em? Sửa hay xóa hay tìm kiếm gì đó. Nói chung là phải truyền cái router param ở đây này này, ví dụ edit, ctl edit suộc ID đường máy đúng không ạ? Vậy trước hết á, ngay cái chỗ định nghĩa router, ví dụ chúng ta ctl edit này, chúng ta suộc cái. Suộc cũng được mà gạch cũng được. Gạch cũng được, suộc cũng được, bất kỳ cái gì miễn rằng phải có cái ngăn cách giữa cái đó đúng không ạ? Thì chúng ta đưa một cái giống một xoắn này và đưa cái tên của tham số vào đây. Ví dụ ID đúng không ạ? Tên. Cái tên gì cũng được em nhé, đây là cái tham số thôi, để khi nào mình dùng cái biến request mình lấy theo tham số này là được nhá. Giống như là trên get ở trên URL ấy, đó là get của ID name hay gì đó, được chưa? Rồi. Đây là cái chúng ta truyền đúng không ạ? Ta truyền. Thì bây giờ bên này nghe, bên chỗ cái hàm edit này các em này. Category edit trong cái hàm này nhá, trong cái hàm này ấy, của cái controller này á. Đây, controller category edit. Đây. Nó sẽ nhận được cái biến đó các em. Nhận được cái biến ra ngay được chưa? Các bạn có thể echo nó ra đây này. Đâu là ID, thầy cho nó die đây đi để khỏi nó chạy sang view. Đấy. Thầy echo em thử xem nó có ra được cái ID không nhá. Rồi, thế bây giờ dùng như thế nào đây? Category edit nhá, đây. Dùng như thế nào đây? Như vậy là khi gọi cái router chúng ta phải truyền tham số, vậy thì chúng ta sẽ gọi edit ở từng dòng phải đúng không, trong một phối kệ giống thời xưa mình học thuần á, thì chúng ta mở cái view của category index ra. View category đâu rồi, cái suộc này, category này, index à, đây các em này, chúng ta dùng một cái thêm một cái dòng nữa đi để cho nó có cái nút này, nút bấm này. Thẻ A các em. Có cái href chính là cái router của mình này. Router. Rồi. Nếu chúng ta để như này á các em ạ thì nó sẽ báo lỗi nhá. Để thầy đưa cái này ra đó. Edit. Class này. btn small xs. Lát vậy. Bây giờ thầy để này nó báo cái lỗi này. Chúng ta đang sử dụng một cái missing parameter for router can edit, thấy chưa? Có nghĩa là bên cái router mình đã phải truyền một tham số, nên bây giờ nó bảo mình cần phải truyền. Khi gặp cái missing require parameter for router này là các bạn phải để ý là mình phải truyền tham số, và còn tham số gì thì mình phải quay lại đây này, quay lại đây mình nhìn được chưa? Vậy thì ở đây bên cái chỗ này em đang dùng đây. Vẫn trong cái hàm này các em nhé. Chúng ta phải cái mở một vuông là mảng đó, được chưa? Mảng bao giờ có key value, vậy cái key chính là cái ID này, là cái tham số mình đang cần này, chưa? Trỏ đến cái giá trị chúng ta cần này. À, đây là ví dụ đây là name, get là name. À, vì nó đang trong cái dấu hoặc xoắn xoắn này nên nó đang echo rồi các em ạ. Chúng ta để này rồi. Đấy, thì nó được các em. Đó là hết lỗi, được chưa? Bây giờ chúng ta kích này, edit này. Các em nhìn thấy trên URL nó nhận được cái số 1 đây không? Ngay dưới này nó nhận được số 1 này, thấy chưa? Đấy. Đó. Tiếp những cái khác này. Đó, ID số 5 thì dưới này nhận được số 5 này. Đó. Thì bây giờ vào trong này chúng ta thử query nhá. Chúng ta tập query luôn. Đây. Chúng ta có category chúng ta file này. Category $cat bằng $model đi bằng category này. Copy xuống đi. File đúng không ạ? File gì? File $ID. DD nó ra nhé. DD. Cái hàm thời xưa mình học có cái hàm là pare đúng không ạ? $model. Đây pare bình thường các em này. Đai cả đi các em, đai cho nó khỏi chạy cái view. View tính sau. Kích vào edit. Rồi đây, đây chính là cái gì? Cái model nó ra đó nhá. Chúng ta nhìn hơi khó tí nhưng mà nhìn được chỗ này này. Attribute này, được chưa? Phần attribute mình nhìn thấy. Đây. Nó có ID để có name có gì đó. Chúng ta có thể là gì? Từ cái model này có thể trỏ lên ID như bình thường thôi nhá, như bình thường thôi chứ không có gì là. Nhìn trong này thì như thế này thôi, nhưng mà khi mình in ra mình sẽ trỏ đến các cái thuộc tính trong bảng bình thường. Đó, thấy chưa? Trỏ name các thứ. Rồi. Ngoài ra trong Laravel có cấp cho mình một cái phương thức để mà đăm dữ liệu, đó là DD các em.
Cái này vui hơn đúng không ạ? Cái này vui hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. Đây các em nhìn thấy nó đăm dữ liệu này, nhìn nó màn hình nó đen đen đẹp đẹp này nhá. Nó sẽ thu gọn lại các em, ta muốn vào gì ta tích đó, ví dụ attribute này, chỗ này này. Đây, muốn xem attribute chúng ta cần có gì vào đây được chưa? Đấy. Đó. Thì giả sử như đây mà on á, on thì nó ra kiểu khác, on này. Thì nó ra kiểu này các em, lấy hết là select sao from mà. Thì đây nó ra cái phần array item đúng không? Nhiều item. On mà, nhiều item. Mỗi một item để có gì ạ? Attribute giống như vừa rồi đúng không? Đây này, được chưa? Như đây chúng ta đang để file rồi. Như vậy là đó, đây là cách mà chúng ta truyền cái tham số trên URL các em. Truyền nhiều tham số thì sao ạ? Ví dụ các bạn có nhiều tham số nhá, thì các bạn chỉ cần là ở bên cái web này này. Ví dụ đó nha, ID này còn có cái gì nữa nha. Xuộc cái nữa các em. Ví dụ đây là gì ạ? Name đi, name. Rồi, đó xuộc name. Thì bây giờ refresh á, refresh bên này nó báo lỗi thêm một cái name nữa đúng không ạ? Thêm một cái router nữa. Name đây này, name này. Cái gì ạ? Rồi, chúng ta lại phải vào đây. Nó dùng như nào đây? Mảng mà thì bây giờ thằng này có đây rồi, nó phải phần tử thứ hai thôi các em. Phần tử thứ hai này name. Đấy, trò đến. Kép trò đến name chẳng hạn thế. Đó, bây giờ nó hết lỗi. Giờ kích lên thì nó nhìn được cái name trên này nha, đây này. Nhưng mà URL cái name chúng ta có dấu nó xấu thôi. Đấy. Rồi nữa các bạn. Cách dùng thì thế, nhưng mà đây chúng ta không dùng name gì nhá. Rồi bỏ đi cho nó xấu. Bên này ta bỏ đi. Rồi, bây giờ giả sử thầy thay đổi đây này, thầy những thay đổi, ví dụ đây thầy để chỉ để không dấu gạch, để dấu đứng này đi. Nó nhận luôn các em, chả vấn đề gì cả. Nó quan trọng cái dấu xoắn này này. Quan trọng dấu xoắn này nhá. Còn cái dấu này dấu gì cũng được. Rồi đây các em nhìn này. Đó, trên này nó lại thành cái category edit gạch nối 1, lúc nãy thì cái chuột bây giờ gạch nối thôi, đúng không? Thậm chí là sau này này, các em thêm cái chấm HTML. Rồi. Miễn là có đi đây được, cái xoắn này đây được, còn chấm thì chấm nhá, thoải mái. Quay sang đây. Kích này. Đó nó tự nó thêm nhá. Tự thêm, mình chả phải liền gì cả. Cái router dùng vẫn thế. Nhưng mà mình thay đổi trong cái chỗ file web á, tự thêm. Nhìn trên này tưởng là file HTML nha. Nguy hiểm đúng không? Cho nên sau này mình nhìn cái đuôi file chưa chắc nó phải là HTML thôi nhá. Rồi, đây là cái cách chúng ta dùng cái router mà có tham số các bạn, tham số. Trong trường hợp chúng ta dùng cái router, đây chúng ta cố tình nó bỏ một tham số nào đó, ví dụ đây. Có một cái ví dụ thầy có một cái gì đó đi, status đi. Trò đến. Một chẳng hạn, ví dụ thế. Ở bên rõ ràng bên web này nó không có cái router đấy đúng không các em? Không có cái tham số đó thì bây giờ chúng ta refresh này, chúng ta kích này. Thì ngay lập tức cái status đó đâu rồi? Nó lại giống như biến get thông thường của chúng ta, được chưa? Và lúc này mình có thể là lấy theo get được nhé, đó là get như thường, ok chưa? Đó. Thì dùng thế nào cũng được hết á. Nếu như dùng ở đây thì bắt buộc phải truyền vào. Còn dùng như bên đây á thì cứ dùng thôi, nó chả cần truyền vào nhưng vẫn lấy được, ok chưa? Rồi. Đây là cái về vấn đề về router parameter. Thì chúng ta lấy được, chúng ta xử lý logic. Ok.